Rồi thưa quý vị, chúng ta chính thức vào trong vực vườn thú mở Sambiwer nha. Trong vực này là những loài thú hiền. Bên tay phải chúng ta những cái chú ngựa vằn đang gặm cỏ sát ngay bờ hồ quý vị. Với quý vị đây có những con ngựa vằn này đó là màu trắng sọc đen hay màu đen sọc trắng quý vị? Màu đen sọc trắng. Trắng sọc đen. Trắng sọc đen, đen sọc trắng là chắc chắn chưa? Con bồ nông nè, con bồ nông nè. Con bên đây dòng. Ở đây quý vị thấy chim gọi rất nhiều bên phải đây. Xa xa kia đó là rất là nhiều những cái chim loài chim trong đây. Và chim ở đây người ta không có cắt cánh nha vì người ta để nó bay tự nhiên nha. Để bay tự nhiên. Ở phía trước là quý vị đây là những con lạc đà. Lạc đà này là lạc đà một bướu nha. Chị đốn mấy con chim lạc đà này nó không có cởi được. Còn là hai bướu mới cởi được đây, nó băng qua đường luôn nè. Ở đây đàn mình nó bị tới là nó coi mình đó. Đố em chứ con chim mà có cái chùm cái trên đầu là chim, nó chim gì? Con chim ngu á. Thấy không? Thấy chim ngu không? Tự nhiên con đực con cái chết thì con đực đâm đầu xuống đất cũng chết, mà con đực cái gì? Con đực chết thì con cái cũng ba mấy ngày sau cũng đâm đầu. Ở bên đây trái đây là ta gọi là chim quy hương á, mà Việt Nam mình đặt là chim phượng, chim là điểu. Đây là loài là chim không bao giờ bay đó vì chạy với đạt có thể tốc là 70 km/h. Bên tay trái vị là khu vực tay giác một sừng cũng có, mà tay giác hai sừng cũng có nha vị. Đây gọi là chim trung thủy. Tại vì á, một lát chúng ta thấy nhiều, chúng ta thấy khu vực này mà có những chim nào có cái chùm lông màu trên đầu màu vàng á. Thì con chim này vị là lúc nào cũng đi có cặp đó, không giờ đi một mình. Và một nếu mà một trong hai chim này á không may nó chết đi á, rồi chim còn lại á nó sẽ nhịn ăn, nó chết theo, hoặc là nó bay từ trên trời á nó thả người nó lao xuống đất nó chết theo quý vị ha. Làm gọi là chim trung thủy như vậy. Nên phải quý vị khô cổ rất là nhiều nha, trị giá những con khô cổ này nghe nói là khoảng 30.000 á. Con hả con? Dạ. Hết tất cả hả? Một con. Có con ngựa vằn nó chào mình phía trước trường đó. Những loài thú trong đây nó đã quen thuộc với sự xuất hiện của những xe như thế này rồi thì nên rất tự nhiên, không có hề sợ sệt. Nhưng mà ở trong đây một quy định là những xe này không được phép bấm còi quý vị. Quý vị mình hay những con ngựa là ung dung mau đường ha. Có ngựa con, những loài thú ở đây là nó sinh sản được trong đây quý vị, trong môi trường như thế này luôn sinh sản được á. Thật có lần á là đi cái đường này có một con nai quý vị, là nó đẻ con ngay đường luôn nha. Đẻ con trước đường luôn, nó đang rặn đẻ luôn á. Phải đợi nó đẻ xanh xong á, con kia chập chững đi mấy bước đi vô lại rồi mà xe mới qua được. Cảnh tượng rất là hay nha. Không phải tiếng ngồi xe thôi, thật ngắm thôi. Đây cảnh chiều ở này, cái nhìn thấy khung cảnh này quý vị thấy cảnh tượng rất là đẹp ha. Những loài chim đây nói là người ta không có cắt cánh, và nhiều người thắc mắc là không có sợ nó bay đi thì người ta nói là đất lành chim đậu quý vị. Khu vực nào mà có cung cấp những thức ăn đó cũng như là đem lại cho nó cái môi trường an toàn thì không bao giờ nó bay đi. Và ngược lại là những con chim đây nó càng ngày nó càng kéo bạn bè tới nữa vì số lượng chim ở đây càng ngày càng đông chứ không bao giờ mất đi hết. Ở đây quý vị, những cái cây chúng ta thấy hai bên đường là quý vị để ý thấy người ta bọc những cái lưới B40 là để làm gì quý vị? Để tránh những cái con nai, con hô đó, những con sư dưa này làm ảnh hưởng tới cây. Tại vì vào thời điểm mà nó thay sừng á, nó ngứa vì nó hay cạ vào trong những thân cây nè. Nếu mà không bọc về nó sẽ làm tróc vỏ cây, là cây mà sẽ yếu đi, sẽ chết. Đây phía trước thì là những con nai, con hô rất là nhiều đó. Có một con đang mang qua đường nè. Riêng cái tiền mà hàng năm ông chủ này xuất bán những cái con non cho những người có nhu cầu đó thì cũng đem lại nguồn thu nhập và cũng đáng kể trong chủ này nha. Ở đây những con nai, con hô này đã sinh sản rất là nhiều hàng năm á. Dạ, ở đây là tư nhân á quý vị. Đây là vườn thú của tư nhân. Đây quý vị thấy phía trước rất là nhiều á. Trong kia là có sơn dương đầu bò nha quý vị.
con hoảng á, con hoảng á. À, chú biết con hoảng là con đó, con đau ở đâu á? Bác Tài biết, bác Tài biết. Đây phía trước thì chúng ta thấy con sơn dương đầu bò, con đầu câu mặt ngựa là con này nè. Đây bên tay phải đó, về bên tay phải chúng ta thấy thường đây những cái con mà nằm á, đang nằm á, quý vị thấy hình ảnh của con sơn dương đầu bò chúng ta thường hay qua thấy qua TV vào cái thời điểm mà loài sơn dương này di cư, quý vị thì vào một mùa nhất là trong năm á, nếu mà khu vực chúng ở mà khí hậu nó khô đóng mà cỏ cây cháy hết, nó sẽ là một cuộc di cư với số lượng rất là lớn ha. Di cư đi qua khu vực khác có nguồn thức ăn à. Thì quý vị thấy là cái hình ảnh mà những con sơn dương đầu bò này di cư á, tạo cho chúng ta một cái cảnh tượng mà thiên nhiên rất là đẹp. Cả hàng ngàn con sơn dương á, nó chạy một lúc á, và kèm theo với hình ảnh của những cuộc di cư của đàn sơn dương là hình ảnh của con cá sấu, nó sẽ chờ ở trên dòng sông để đợi đến khi nào những con sơn dương này lội qua sông thì sẽ tấn công ha. Bên tay trái đó là khu vực bò tót. Bò tót thì chúng ta thấy những người Tây Ban Nha có môn đấu bò là sử dụng những con bò tót như thế này đây. Thấy cặp sừng rất là dài ha. Cái hồ nước quý vị thấy bên phải, ngày xưa ông chủ này cho đào cái hồ này để mà biểu diễn cái bộ môn nước khoáng quý vị. Nhưng mà sau có năm xảy ra cái cuộc khủng hoảng kinh tế, chính vì vậy thì ông chủ này không có cho trình diễn bộ môn này nữa, tại vì cái chi phí để mà duy trì cái show diễn này lớn quá, tại phải thuê diễn viên ngoài nữa, quý vị ông bỏ. Hiện tại là cái hồ này để là nơi tạo không khí trong lành ở đây, cũng là nơi sẽ để tổ thức ăn cho những loài chim đây có mồi. Phía bên xa quý vị thấy những bức tường màu xanh, đó là khu vực show 07 mà chúng ta vừa xem đó. Các bạn thấy trên những cành cây rất là nhiều loài chim ở đậu đây, những con bồ nông, những con quạt, cò, vân. Ở đây rất là nhiều những con hươu con nai quý vị. Ở đây quý vị thấy những xe đặc chủng sơn màu giống như con ngựa vàng, những xe Jeep quý vị. Đây là những cái xe những nhân viên họ bảo vệ những loài thú ở đây nha quý vị, cũng như là bảo vệ du khách với những con thú trong đây. Quý vị thấy đây là khu thú giữ, chính vậy mình phải qua hai lớp cổng. Lớp cổng màu sắc thế này, khi mà chúng ta qua lớp cổng này thì lớp cổng kia nó sẽ khép lại, và chúng ta qua cái lớp cổng kia, cổng này sẽ khép lại để mà ngăn chặn những cái loài thú dữ ở đây qua khu vực bên thú hiền. Ở khu vực này là có những cái tổ chim cò con, quý vị nó mới bắt đầu là thời điểm này bắt đầu mọc lông đây nè, nó bay ra khỏi tổ ha. Đây là bên chúng ta thấy hai bên những cái cây này nhiều lắm, cò đó, để tổ chằng chịt trên những cây. Ở đây chúng ta qua tới khu vực loài thú dữ thứ hai, cọp. Rồi đây chúng ta thấy là bên đây phải nó để con Liger bên Hàn Quốc. Đã có trường hợp là người ta ghép giữa con sư tử với con cọp, quý vị.
thực ra một cái loài lai giữa sư tử và cọp, người ta đặt tên là con liger nha. Bên Hàn Quốc có, vì đi tour Hàn Quốc á là sẽ được thấy cái con này. Thì ông chủ ở đây quý vị, có một khu vực, một lát chúng ta qua cái cọp, khu vực cọp này xong chúng ta qua khu vực tiếp theo là khu vực hai cái loài này sinh sống chung với nhau. Đây là một điều hoàn toàn trái với tự nhiên, tại vì ở ngoài tự nhiên đó là không bao giờ mà sư tử với cọp nó sống chung với nhau hết. Đó là một một rừng là không có thể có hai chú sơn lâm á, mỗi con nó có một lãnh địa riêng, không bao giờ sống chung. Mà ông chủ đây lập ra khu vực thả hai loài sống chung, không biết ý định ông có thể là muốn lai tạo ra cái loài giữa cọp và sư tử như vậy. Nói quý vị, đây bên tay phải là cọp nha quý vị, hồ bơi đó đó, hồ bơi đó nè, đây có một con nằm dưới hồ bơi kìa. Có chứ, đây nó hồ bơi mà. Đó, có con nằm dưới hồ bơi kìa quý vị. Thấy chúng ta đi đang bơi, thấy chúng ta lên nó tới mép hồ nó nhìn nè. Có thấy nó mặc bánh xịp gì đâu? Dạ đây tấm ni, tấm ni trong rừng mà. Đâu thầy đến nay con kia, cái này con cục kia mà cục cục nón không à. Nó bị cục kia. Thấy cục nón một bầy. Có hai con nó đang khỏa thân dưới hồ bơi đó quý vị. Đây quý vị ở bên em phải, chúng ta thấy là ở đây nhiều lúc trong tường chúng ta thấy con sư tử và con cọp nó ôm nhau nó ngủ. Bây giờ chúng ta sẽ qua khu vực gấu mèn vĩ đại nha mình. Quý vị thấy không, chúng ta phải qua lớp cửa sắt à. Cửa này mở ra, cửa kia đóng lại. Và chúng ta vừa qua cái cửa này là cửa này sẽ đóng lại liền. Chúng ta sẽ đi vòng qua một đoạn của khu vực Chúa Hiền trước khi chúng ta tới với khu vực gấu mèo vĩ đại nha. Nếu mà chúng ta có xe gia đình á, xe nhỏ mình cần lấy ở đây cũng được thì những người dân phái cuối tuần thường hay tới đưa gia đình, đưa con em tới đây chơi, mấy bé rất thích xem những cái show diễn này. Qua mình tủ tình lái xe hơi vào trong đây luôn. Nhưng người ta chủ, người ta có thu phí không em? Dạ có chứ, mình ai cũng phải mua vé không ạ. Đây quý vị thấy những con sừng bên phải mà cái sừng nó sống sắn á, đây là sừng dương sừng sắn đây. Còn có một loài sơn dương mà sừng nó thẳng tắp, nó dài, đó là sơn dương sừng kiếm mà. Đây cái sừng đó chúng ta thấy rất là đẹp. Gấu là nó thích ăn cái gì nhất quý vị? Bí đỏ, bí ngô, mật ong. Gấu là cái món thích nhất là mật ong. Nếu mà trong môi trường tự nhiên á, đàn con gấu tôi thường hay đi tìm những tổ mật ong trên những cây á, nó sẽ leo lên ăn no nê say rồi. Thì mật ong quý vị ăn nhiều nó sẽ say nha, uống say rồi á. Và đặc biệt nữa là con gấu leo cây nó giỏi nhưng mà nó không biết trèo xuống quý vị. Nó leo lên rồi nó ăn no nê nó không biết trèo xuống, lúc bây giờ là nó thả nguyên người nó xuống quý vị.
nhưng mà con gấu nó nhờ phối mật nó tiết ra một cái chất có thể là giúp con gấu hồi phục sức khỏe rất là nhanh. Như vậy mình thấy là mật gấu hiện tại là rất có giá trị đối với sức khỏe con người, chúng ta cũng rất là thích dùng mật gấu. Đây là một cái dược phẩm rất là tốt cho sức khỏe người. Bên tay phải quý vị á, những người ta làm những máy mờ một xi măng thì con gấu nó sẽ trèo được lên ở trên. Như vậy khi mà có nắng á, nó trèo nó tắm nắng á. Ở bên tay trái cũng có con ở bên hộp bơi đây có người đi, em đi trong luôn kìa, đó đó áo xanh đó, con bé mà à, đây hồ bơi con gấu bên tay phải đây. Trời ơi, dễ thương quá. Con co đang khoe hàng quý vị ơi. Thì có con đang xô hàng à. Nó nằm kiểu mời gọi quý vị. Nó đang cầm cái cây đó, con ở giữa đó. Này bó tay nó chơi với cây cho nó là con cái nè. Ở bên phải là có mấy con gà lôi nha, gà tây á. Bên nước ngoài họ thích ăn gà tây vì những dịp lễ Giáng sinh á. Bên có con trâu mà con trống con mái nè, con trống lúc nào nó cũng đẹp hơn con mái vì nó bộ lông sặc sỡ để nhà bộ lông đó là dù cô nói thì cũng làm nói dù dỗ theo là để tán tỉnh bạn tình á, tán tỉnh con mái nó sẽ xòe ra rồi. Nó có điệu múa nha các bạn, điệu múa riêng của loài công á rất là hay. Quý vị tìm tên YouTube á là coi những video quay cái tập tính của loài công á, khi mà nó búa là có mỗi con nó có điệu múa riêng và nó xòe bộ lông con nào đẹp và nó có điểm muốn thu hút bạn tình á, nó sẽ chiếm được cái tình của con mái. Ở đây là châu rừng nhé, châu rừng á. Con Ấn Độ